Dì ơi, iPhone 7 Plus với iPhone 8 Plus mua nào? iPhone 8 Plus nha. Dì ơi, AirPods 2 với AirPods Pro mua nào? Mua Beats Studio Buds nha. Tại sao giữa AirPods 2 và AirPods Pro như đã khuyên các bạn chọn Beats Studio Buds? Thì các bạn có thể hiểu thế này. Beats Studio Buds là một con tai nghe có giá cao hơn con AirPods 2 chỉ có 500.000 đồng thôi. Nhưng chất lượng của nó là có thể sánh ngang được với AirPods Pro rồi đó nha. Nghe hấp dẫn đúng không nè? Rồi, giờ chúng ta hãy tiếp tục xem video ngày hôm nay nha. Đầu tiên nói về thiết kế thì em tai nghe Beats Studio Buds này thể hiện mình không hề kém cạnh người anh AirPods Pro một chút nào, khi mà cũng sở hữu thiết kế Wireless In-Ear với 3 ear tip size. Mặc dù không có sạc nhanh như là AirPods Pro nhưng mà bù lại nó có nhiều màu sắc hơn, cụ thể là 3 màu trắng, đen, đỏ, tha hồ cho các bạn có thể lựa chọn đi nha. Đó chỉ mới là thiết kế thôi nha, còn về tính năng thì càng suýt sao hơn nữa. Hầu như trên AirPods Pro có gì thì trên con Beats Studio Buds này đều có đủ, như là chống ồn ANC cực kỳ tốt nè, kết hợp với chế độ Transparency thông minh, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. Ngoài ra bạn có thể điều khiển Hey Siri nhanh gọn lẹ nữa. À, còn có thể kết nối được với cả thiết bị Android khác vô tư luôn nha. Vừa rồi chỉ là những điều mà trên AirPods Pro có gì thì trên con này cũng có cái đó. Tuy nhiên đây mới là điểm vượt trội nè. Những cái điểm đáng nói đến ở con Beats Studio Buds này đó chính là ở dòng tai nghe này thì sở hữu âm thanh tăng cường bass hơn, mạnh mẽ và sống động hơn AirPods Pro. Khi mà nhìn lại thì mới thấy là thiết kế con này lạ nha. Mới đầu đeo không quen nhưng mà sau đeo quen rồi á, thấy rất là êm. Cứ tưởng là dễ rơi nhưng mà không, nó rất là khít và bám chặt vào tai. Ở video trước thì Nhi có đề cập đến thời lượng của con này đúng không? Thì đây cũng là một cái điểm nổi bật mà Beats Studio Buds vượt trội hơn con AirPods Pro đó nha. Cụ thể thì thời lượng trên tai nghe của Studio Buds là 8 giờ, trong khi AirPods Pro chỉ đạt 5 giờ thôi. Khi kích hoạt chống ồn thì pin của Beats Studio Buds và AirPods Pro sẽ giảm đi chút đỉnh. Còn nhìn chung thì về thời lượng của pin nha, cái là tổng thể, thì hai con này ngang nhau và thậm chí là ngang cả với AirPods 2 với tổng thời lượng là 24 giờ, có hỗ trợ sạc nhanh 15 phút là chúng ta có thể nghe được 3 giờ rồi. Đến với điểm mà người dùng quan tâm nhất trong một chiếc tai nghe đó chính là chất âm. Thì đối với những thể loại nhạc như là EDM, rock, ballad, blues, jazz, nhạc trẻ, K-pop thì Beats Studio Buds đảm bảo nghe cực kỳ ngon và bạn thật sự nên lựa chọn em này. Bởi vì âm thanh phát ra của nó nghe rất là sung, rất là lực và bass của nó thì rất rõ và chắc. Đương nhiên vẫn còn hạn chế, đó là mặc dù sở hữu âm thanh sáng và trong nhưng mà độ rộng của âm trường lại không thể sánh được với con AirPods Pro. Cơ bản với Nhi thì một cái tai nghe có âm bass mạnh là quá ngon rồi, bởi vì với cái tai nghe như vậy chúng ta có thể xem phim và nghe nhạc cực kỳ phê luôn. Ok, với một chiếc tai nghe vừa rẻ mà chất lượng lại không kém gì con AirPods Pro thì Nhi nghĩ là các bạn nên mua luôn mà không cần phải suy nghĩ gì đó. Chỉ với 3.750.000 đồng thôi thì Minh Tú Mobile sẽ giao hàng tận nhà cho bạn. Ngoài ra thì các bạn còn được nhận hỗ trợ bảo hành đầy đủ rồi nha. Tức là đấy là vừa rồi những lý giải của Nhi về việc chúng ta có nên bỏ 500.000 để mua chiếc tai nghe Beats Studio Buds này thay vì là AirPods 2 hoặc là AirPods Pro hay không. Thì các bạn nghĩ sao về chiếc tai nghe này? Hãy để lại comment nha. Đừng quên là like, share, đăng ký kênh của Minh Tú Mobile. Còn bây giờ thì bye bye.